Thế hệ trẻ ngày nay hay còn được gọi với cái tên là Gen Z là một thế hệ có nhiều điều kiện để trải nghiệm, qua đó tìm ra những lĩnh vực có thể phát huy điểm mạnh của bản thân. Có những bạn trẻ chỉ theo đuổi một bộ môn nào đó sau khi đã xác định được đam mê của mình. Nhưng cũng có những cá nhân đặc biệt hội tụ nhiều tố chất để có thể làm tốt không chỉ trong một lĩnh vực. Đó cũng chính là những gì mà chúng ta sẽ được thấy ở nhân vật trong phần tiếp theo của tạp chí Thể thao Sức Sống và Đam Mê. Nguyễn Đình Huy hay được biết đến với nickname Huy TK, hiện là một vũ công kiêm biên đạo chuyên về lĩnh vực popping, một thể loại vũ điệu đường phố có nguồn gốc ở Mỹ, xuất hiện từ những năm 70 của thế kỷ trước. Dù nổi danh trong giới nghệ thuật, nhưng ít ai biết Đình Huy từng là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Những yếu tố gì đã dẫn dắt một bạn trẻ Gen Z như Huy có thể trải nghiệm rất nhiều lĩnh vực như vậy? Và con đường để tìm ra đam mê thực sự của bản thân có điều gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong cuộc trò chuyện ngay sau đây. Vâng, xin chào Đình Huy đã đến với tạp chí Thể thao Sức Sống và Đam Mê. Xin chào Minh Hà và xin chào những người đang đón xem tạp chí Thể thao Sức Sống và Đam Mê. Rất nhiều người đã biết đến bạn trong một cái vai trò là nghệ sĩ nhảy popping hay là trưởng nhóm popping của Milky Way hay là một biên đạo mang tên Huy Tiên Cá. Vậy thì không biết là cái tên này có ý nghĩa như thế nào với việc bắt đầu con đường nghệ thuật của bạn ạ? Thì nó xuất phát từ ngày trẻ của mình. Khi mình đang bắt đầu đi nhảy thì các dancer người ta thường phải có một cái nickname nhất định. Đó thì hồi đấy mình khá là bí, không biết phải đặt cái tên gì nên là mình đã chọn cho mình một tên mà nó gắn liền với cái tuổi thơ của mình, cái xuất phát của mình. Đó chính là mình từ là một vận động viên bơi lội. Mà bơi lội thường hay gắn với tiên cá, thế nên là mình mới nghĩ là ok, hay đặt thử là Huy Tiên Cá đi. Nhưng mà chữ TC nghe không hay lắm nên mình để là Tiên Cá theo chữ K. Hay đặt đọc tắt là Huy TK. Huy TK. Vậy thì bạn có nhắc đến việc là mình bắt đầu với con đường bơi lội trước. Vậy thì không biết là bạn đã bắt đầu tập bơi từ khi nào? Thời đấy mình sẽ coi mình là dạng tập luyện bán chuyên thì đúng hơn. Có nghĩa là trong năm học mình vẫn đi học bình thường. Và sau đó mình sẽ đi tập vào những buổi chiều tối, tất cả ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Sau đó đến hè thì mình sẽ đúng nghĩa là một vận động viên chuyên nghiệp. Là mình sẽ ăn ngủ nghỉ tại bể bơi, sáng đến tập, trưa ngủ và ăn, sau đó là chiều lại tập tiếp. Và đến khi mà chiều tối mình mới về nhà. Thì nói chung là đã là một vận động viên và đã tập luyện thi đấu một cái gì thì nó sẽ rất là gian khổ và mệt. Nhất là khi hồi đấy mình còn khá là bé. Vậy thì bạn có thể điểm qua một vài những cái thành tích rất là đáng nổi bật trong cái hành trình sự nghiệp cả lúc mà làm vận động viên bơi lẫn lúc làm huấn luyện viên được không? Thực ra thì đối với những người chuyên nghiệp trong giới thì thành tích của mình thấy rằng nó cũng chưa là gì đáng để kể cả. Nhưng mà đối với bản thân mình thì đấy cũng là những công sức rất là tốn mồ hôi, nước mắt và chất xám, rất nhiều thứ nên là mình cũng rất là tự hào. Thì có thể kể đến một trong những thành tích mà mình thấy là lớn nhất, đó chính là thành tích huy chương vàng vô địch khu vực 1, hay là đấy có thể nhiều người hay gọi to hơn là gọi là vô địch miền Bắc. Mình đã có đủ bộ huy chương là vàng, bạc, đồng ở cái giải vô địch miền Bắc khu vực, cũng có rất nhiều huy chương vàng của giải bơi thành phố đó. Còn với công việc huấn luyện viên thì mình cũng rất là có duyên, đã được dạy rất nhiều các bạn trẻ. Thậm chí hồi đấy là có rất nhiều các bạn chỉ kém mình có khoảng 3 đến 4 tuổi thôi, nhưng mà đã gọi mình là thầy. Thì rất nhiều các bạn trẻ đấy đã giành được những huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng của những giải bơi lội cấp thành phố, và thậm chí lớn hơn là những giải là huy chương vàng của giải bơi khỏe phu đồng toàn quốc. Đấy là những thành tích lớn nhất mà những bạn mà mình đã từng được dạy trong quá trình làm huấn luyện viên. Trong cái quá trình mà mình có làm công tác huấn luyện như thế thì bản thân đã từng là vận động viên bơi rồi. Vậy thì bạn đã truyền lửa của mình, truyền cái đam mê nhiệt huyết đấy đến với các bạn học viên như thế nào? Và điều đó có ý nghĩa gì đối với các bạn học viên đấy? Bản thân mình thì khi mà mình, cái thời điểm mà mình còn tập ấy, nhiều lúc mình thấy huấn luyện viên mắng mình và ép mình rất là nhiều. Hồi đấy mình chưa hiểu được thật sự, mình hiểu xương xương thôi. Là ui sao ép căng thế, mệt này vẫn này cố. Thì sau này đến khi mà mình được lên cái vị trí ấy rồi, mình thật sự hiểu, sự thấm. Khi mà mình dạy các bạn ấy, mà các bạn ấy, mình mới thật sự hiểu hơn về những gì mà mình đã từng trải qua, những gì huấn luyện viên đã trải qua khi làm. Thì khi mình dạy, mình cũng cố gắng để làm được những gì mà huấn luyện viên đã làm cho mình, đó chính là truyền cái lửa, truyền cái động lực của mình cho các bạn ấy. Mình luôn luôn cố gắng nói với các bạn ấy là về những gì các bạn ấy có thể sẽ nhận được, những gì các bạn ấy đã, đang và sẽ nhận được khi mình cố gắng hết sức,
khi mình làm với đam mê, làm với 100% công suất của mình. Và đó là cách mình đã luôn dạy các bạn học viên của mình, đó chính là khi các em làm hãy nghĩ đến lý do bắt đầu, hãy nghĩ đến mục đích, mục tiêu của bọn em, hãy nghĩ đến những gì bọn em có thể sẽ nhận được khi mà mình cố gắng hết sức. Không quan trọng phải là thành tích, nó quan trọng là việc bọn em đã thực sự đã cố gắng hết sức. Thì khi đấy bọn em không gì phải hận cả. Và đấy là cái cách mà mình luôn luôn tạo lửa cho các em. Và mình cảm thấy rằng các em đã được, những học sinh mà mình dạy phần lớn, các em đều cảm nhận được cái thông điệp, cái đam mê, cái lửa đấy của mình. Đó là chính là làm sao để luôn phải cố hết mình, đặt mục tiêu. Và khi mà mình đã làm được rồi thì mình sẽ nhận được cái gì? Đúng. Chính vì cái ngọn lửa và cái đam mê sục sôi đấy nó đã cháy từ khi mà bạn còn đang là một vận động viên đến khi bạn là một huấn luyện viên bơi. Vậy nên là chính cái đam mê đó nó đã thôi thúc bạn là bạn sẽ tìm kiếm tiếp một cái lĩnh vực khác, một cái trải nghiệm khác để mà mình có thể thử thách bản thân hơn, đúng không? Vậy thì đấy liệu có phải là động lực khiến bạn tiếp tục với bộ môn nhảy popping không? Đấy cũng là một phần, chắc chắn là một lý do rất là lớn khiến mình đã thêm được một cái bộ môn nghệ thuật chính là popping. Thì cụ thể hơn là những năm mình cấp 2 thì song song với quá trình mình tập luyện bơi thì mình có được biết thêm và tập thêm về bộ môn popping. Thời điểm đầu mình cũng tập chỉ đơn giản lý do là nó ngầu, nó vui, nó tạo thêm nhiều mối quan hệ. Nói chung là những thứ rất là điển hình mà một cậu trai trẻ những năm thanh thiếu niên mà ai cũng muốn. Thì đấy xuất phát như thế. Nhưng sau dần thì cũng đúng là khi mình càng đi xa hơn, đi dài hơn về quá trình tập luyện và bộ môn popping thì mình cũng nghĩ là hay là thực sự mình cũng đang tìm kiếm một cái gì đấy mới hơn. Và đó cũng như là lời của em, như MC nói là mình cũng thời điểm đấy là sau dần mình cũng xác định là đây chính là một cái mình đang tìm kiếm, một thử thách mới, một đam mê mới để nối tiếp theo con đường bơi lội của mình. Cái đam mê này đối với bộ môn popping này nó cũng không hề kém cạnh và nhỏ bé hơn so với cái đam mê thi đấu bơi lội của mình, đúng không ạ? Vậy thì không biết là bạn có thể chia sẻ kỹ hơn về cái hành trình tập luyện của mình đã diễn ra như thế nào và trải qua những cái khó khăn, thử thách gì cũng như là cơ hội gì được không ạ? Mình xuất phát thì những năm tháng đầu tiên là khoảng từ 2014 đến 2015. Và trước đấy nữa thì phần lớn là mình tự tập. Và ngoài ra thì thời đấy là trong đầu mình cũng có những suy nghĩ là muốn đi học lớp, nhưng mà thực sự là thời gian nó không cho phép. Thay vì mình đã đi học cả ngày, sau đó chiều mình lại tập, nên thường đến tối là mình sẽ khá là mệt, không đủ sức hoặc là cũng không có người đưa đi. Tại vì thời đấy những studio nhảy nó không có là quá là nhiều như thời điểm hiện tại, nên là mình đa phần là mình đã tự tập nhiều hơn. Sau đó là đến thời điểm khoảng năm 2015, 2016 thì bắt đầu là đã xuất hiện những cái studio nhảy của Milky Way Crew, một vài nhóm nhảy mà nó gần nhà mình hơn, gần khu vực mình sống hơn, nên mình mới quyết định là xin phép gia đình được đi học. Đó thì thời điểm đấy mình mới thật sự là có cơ hội để tiếp xúc nó một cách chuẩn mực hơn từ những người có chuyên môn cao hơn. Thì sau đó là mình đã được học cách tử tế hơn, và theo cứ dần dần như vậy đến khoảng cuối 2015 thì mình đã được thi thử và mình được lên làm thành viên dự bị của một nhóm nhảy khá là có tiếng trong giới, đó chính là Milky Way Crew. Và cứ theo đà như vậy là đến 2016 là mình đã trở thành thành viên chính thức của nhóm nhảy Milky Way Crew. Và cái quá trình nó cứ tiếp tục như vậy đến 2021 thì mình đã chính thức được anh trưởng nhóm lúc bấy giờ là anh TF Star đã trao cho mình chức, đó chính là trưởng nhóm của Milky Way Crew. Và từ đấy đến giờ là mình đã được làm trưởng nhóm được 3 năm. Thì xuyên suốt cái quá trình hành trình đi nhảy của mình thì đương nhiên là mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chắc chắn đầu tiên phải là việc cân bằng. Ví dụ với những người bình thường thì mình chỉ có việc học hoặc là một cái chút đam mê gì đó. Còn với mình thì thời đấy là mình phải cân bằng giữa việc đi học, làm sao để bố mẹ có thể hài lòng và ổn gọi là sao nhỉ? Chấp nhận việc đó. Và ngoài ra và cân bằng việc học với việc đi bơi, làm sao để thành tích nó phải luôn luôn ổn định để cho huấn luyện viên có thể ok việc đó, và cuối cùng là việc nhảy. Sao để cái nhảy của mình nó không bị kém đi. Lúc mình phải cân bằng ba cái đấy. Và nó càng ngày cái này nó càng khó hơn khi mình lớn lên. Khi mình lớn lên thì mình không còn chỉ là việc học, việc bơi và việc nhảy, mà nó còn là việc cân bằng tài chính nữa. Mình phải bắt đầu phải nghĩ đến việc là làm sao để mình kiếm tiền, mình có thể gọi là chi trả cái đam mê của mình. Thì đến những cái thời điểm, những năm mình cấp 3, cuối cấp 3 thì mình đã quyết định là mình nghỉ thi đấu bơi để mình tập trung vào việc học và việc
tập luyện popping. Với cái sự đam mê và chăm chỉ như vậy thì thi đấu nhảy của bạn là bạn đã có được những cái thành tích gì, bạn có thể kể cho chúng tôi được biết được không? Thực ra thì rất là may mắn và thì mình cũng đã có được kha khá thành tích trong sự nghiệp nhảy múa của mình. Lớn nhất về mặt cá nhân thì đó sẽ là thành tích vô địch Ballade in France All in One. Chính là một thành tích mình mới vô địch cách đây khoảng 4 tháng, là vào tháng 4, 2024. Chính là chiếc vô địch đã giúp mình trở thành đại diện của Việt Nam sang Đài Loan thi đấu vào tháng 9 tới đây. Còn về mặt thi đồng đội thì cái chức vô địch mà lớn nhất mà mình đã từng giành được đó chính là chức vô địch của Dallas Best Dance Crew năm 2022. Bảng vô địch Việt Nam thì đúng hơn. Và mới nhất đây là vô địch là Á quân của Dallas Best Dance Crew hạng mục thi đấu. Cũng tại giải đấy nhưng mà lần này là hạng mục quốc tế, là mình đã được phải thi đấu với những nhóm nhảy từ Thái Lan, Indo và Nhật Bản. Thì đấy là ba cái cột mốc mà mình nhớ nhất về mặt cá nhân cũng như là mặt thi đấu về đồng đội. Hiện tại thì các cái bộ môn liên quan đến nhảy đường phố đi, hay là đơn cử như là hip hop hay là breaking cũng đã rất là tiệm cận với cả thể thao rồi. Như là chúng ta có thể vừa thấy là kỳ Olympic Paris vừa rồi đã có một cái hạng mục là hạng mục thi breaking dành cho các b-boy, b-girls đấu với nhau. Vậy thì không biết là theo quan điểm của anh thì popping sẽ có thể tiệm cận được với thể thao ở những cái điểm nào, và nhảy múa nói chung nó có thể có những cái điểm giống như thế nào và tương đồng thế nào với thể thao? Mình nghĩ là cái hay của thể thao cũng như là nghệ thuật, ví dụ cụ thể nhất là bộ môn thi đấu như popping hay breaking, nó hay ở chỗ là nó đều là bộ môn phải khiến mình phải vượt qua bản thân và sẽ có yếu tố thi đấu ở trong đấy, có thể thi đấu đồng đội, có thể thi đấu đối kháng. Thì đấy là tương đồng mà chính là một trong những yếu tố mà đã giúp cho breaking đã trở thành một bộ môn chính thức trong kỳ đại hội Olympic vừa qua tại Paris. Thì theo mình được biết thì breaking cũng đã phải trải qua một hành trình rất là gian khó, rất là đấu tranh rất nhiều trong cộng đồng để có thể đạt được một bộ môn như breaking, một bộ môn mang tính đường phố, mang tính cảm nhận cá nhân, mang tính nghệ thuật rất nhiều, đưa lên một sàn thi đấu thể thao. Đó thì đối với mình, kiểu khỏe như popping nó cũng có rất nhiều những điểm tương đồng với thể thao, nó cũng là thi đấu, cũng phải sử dụng thể chất, cũng phải sử dụng hết một tập luyện rất là gian khó. Thì mình nghĩ đấy là những cái rất là tương đồng. Và mình nghĩ rằng, không biết chắc chắn không, nhưng mình cảm nhận, mình có một cái niềm tin rằng là có thể là trong tương lai popping có thể sẽ được đặt chân đến Olympic chẳng hạn. PTK có thể được coi là một trong những bạn trẻ Gen Z rất là tài năng và nhiệt huyết trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Vậy thì đối với bạn, bạn có một cái góc nhìn như thế nào về các bạn trẻ hiện nay trong việc khám phá ra những cái đam mê và những cái niềm yêu thích của mình và biến nó trở thành một phần của cuộc sống hay không? Mình nghĩ rằng với các bạn trẻ bây giờ thì việc thử, việc dám làm là một trong những cái rất là quan trọng. Mình một trong những lời khuyên mình sẽ đưa ra cho những người trẻ bây giờ đó chính là hãy chấp lấy cơ hội, hãy làm đi, đừng sợ, đừng tính toán hay suy nghĩ quá nhiều, và đã làm thì cố gắng làm hết sức mình, và mình sẽ làm với tâm thế là làm sao để đạt được, làm sao để làm hết sức, và mình không có hối hận, và làm sao để mình vừa làm mình có thể cân bằng được những mặt khác trong cuộc sống. Hay ngay từ những học sinh của mình chia sẻ với mình rằng em muốn học cái này, em muốn học cái kia, nhưng mà em lại vướng cái này vướng cái kia quá. Ví dụ các bạn học cái gì các bạn chỉ đi được nửa đường, thì mình luôn nói hoặc là có những cuộc thi, có những cơ hội trong cuộc sống các bạn ấy có thể chấp lấy để có thể thử nghiệm, để trải nghiệm đó. Nhưng các bạn lại hay bị vướng về việc là chứ là mình phải học, mình phải thế này thế kia. Đó thì một trong cái lời khuyên mình, góc nhìn của mình về các bạn trẻ là làm sao hãy sống hết mình, chấp lấy cơ hội, rồi sẽ luôn có những cái trải nghiệm đáng nhớ để các bạn ấy có thể thu về với mình, miễn là mình không làm gì đó nó vượt quá cái khả năng hay vượt quá sức khỏe của mình cân bằng được trong cuộc sống, thì mình nghĩ rằng sẽ luôn luôn có những cái trải nghiệm, những cái kỷ niệm tốt thu về. Vậy thì một lời mà ngắn gọn đi mà bạn muốn gửi gắm đến cho tất cả các bạn trẻ ngoài kia trong việc là luôn luôn nỗ lực theo đuổi đam mê và không bỏ cuộc là gì?
Như trước đây mình có một clip cá nhân nói về cái con người mình, thì mình sẽ dùng lại câu đấy bây giờ. Đó chính là live to your max, là sống tới hết mình. Hoặc như bây giờ có thể gọi là sống kịch chân đi, sống hết mình đi. Rồi sẽ mình sẽ đạt được những cái mà mình không ngờ tới. Vâng, xin cảm ơn Đình Huy rất nhiều với những chia sẻ của bạn ngày hôm nay trong chương trình Tạp chí Thể thao Sức sống và Đam mê.